Cà ca leo được dân gian sử dụng để giải độc, rượu bảo vệ gan, đặc biệt là để trị viêm gan B từ lâu và cho kết quả tốt. Cà ca leo còn có tên gọi khác như cà vạnh, cà cườm, cà quánh, cà quýnh, cà ca dây, cà lù. Tên khoa học Solanum hainanense hoặc Solanum procumbens lao, thuộc họ cà Solanaceae. Cây mọc hoang nhiều nơi trong nước ta như các tỉnh miền Bắc cho tới Huế, Lào, Campuchia. Cây cà ca leo. Cà ca leo là cây nhỏ, sống nhiều năm, dài khoảng 1 mét, phân cành nhiều, cành non tỏa rộng, phủ lông hình sao và rất nhiều gai cong màu vàng. Lá mọc so le hình bầu chục hay thuông, phiến lá nông, không đều, mặt trên xanh sẫm, mặt chứa nhạt, phủ đầy lông tơ màu trắng. Hai mặt đều có gai ở gân chính, nhất là mặt trên, cuốn lá cũng có gai. Hoa màu trắng mọc thành xiên. Quả mọng, hình cầu nhẵn, có cuốn dài, màu vàng, khi chín có màu đỏ, hạt màu vàng. Bộ phận dùng là rễ thích da căn, dây thích da đằng. Rễ, cành lá và cả quả, thu hái quanh năm, rửa sạch, thái nhỏ, phơi hay sấy khô, có khi dùng tươi. Thành phần hóa học chính như rễ có alkaloid, tinh bột, flavonoid, dây có alkaloid. Cây được dùng trị phong thấp, sâu răng, đau nhức các đầu cân xương, cảm cúm, ho, ho gà, dị ứng. Còn dùng trị rắn độc cắn, giải độc rượu, bia, chống say tàu xe. Hiện nay cà ca leo đã được nghiên cứu và chứng minh có tác dụng điều trị viêm gan do virus, xơ gan và hỗ trợ trị ung thư gan. Ngày dùng 16-20 giờ dưới dạng thuốc sắc. Những cách trị liệu truyền thống theo kinh nghiệm của dân gian từ cây cà ca leo chữa viêm gan, xơ gan, hỗ trợ chống tế bào cây ung thư. Cà ca leo thân, rễ, lá, 30, cây dừa cạn 10 giờ, cây chó đẻ răng cưa dịp hạ châu 10 giờ. Tất cả sao vàng, sắc uống hằng ngày một thang. Chữa tê thấp, đau lưng, nhức mỏi, cà ca leo 10 giờ, dây cấm 10 giờ, thổ phục linh 10 giờ, kê huyết đặng 10 giờ, lá lốt 10 giờ. Sao vàng, sắc uống ngày một thang, liên tục từ 10-30 thang. Chữa chứng ho gà, suyễn, cà ca leo 10 giờ, thiên môn 10 giờ, mạch môn 10 giờ. Sắc ngày một thang chia 3. Bài thuốc dùng trị cảm cúm, bệnh dị ứng, ho gà, đau lưng, đau nhức xương, thấp khớp, rắn cắn, liều dùng 16-20 giờ rễ hoặc thân lá cà ca leo sắc uống hàng ngày. Làm giải rượu, theo kinh nghiệm dân gian, cà ca leo dùng chữa ngộ độc rượu rất tốt. 100 g cà ca leo khô sắc với 400ml nước còn 150ml uống trong ngày, nên uống khi thuốc còn ấm. Hoặc 50 cà ca leo khô hãm với nước sôi, cho người say rượu uống thay nước, dùng đến khi tỉnh rượu. Các bài thuốc trên sẽ nhanh chóng giúp tỉnh rượu, bảo vệ tốt tế bào của gan. Theo kinh nghiệm dân gian, tác dụng bảo vệ tế bào gan mạnh đến nỗi khi uống rượu, chỉ cần chà răng hoặc nhấm rễ cà ca leo thì sẽ tránh được say. Nếu bị say thì uống nước sắc của rễ hoặc thân lá sẽ nhanh chóng tỉnh rượu. Chữa ho do viêm họng, rễ hoặc thân và lá cà ca leo 15 giờ, lá chanh 30, sắc uống làm 2 lần trong ngày, uống khi thuốc còn ấm. Dùng trong 5-7 ngày, hỗ trợ điều trị các bệnh về gan, viêm gan B, xơ gan, 35 rễ hoặc thân lá cà ca leo, sắc với 1 lít nước, còn 300ml khi uống 3 lần trong ngày, giúp hạ men gan và giải độc gan rất tốt. Với bài viết chi tiết này, hy vọng đã mang thêm cho bạn một kiến thức mới. Chúc các bạn dồi dào sức khỏe, dồi dào nhé! Những lưu ý khi sử dụng cà ca leo điều trị bệnh gan tiềm: chọn đúng cà ca leo đủ tiêu chuẩn, chế biến đúng cách, sử dụng đúng liều lượng. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, việc tìm được cà ca leo chuẩn chất lượng và chế biến đúng cách tiện sử dụng không phải là điều dễ dàng. Do vậy, người dùng cần tìm mua cà ca leo tại những công ty uy tín, có chứng nhận kiểm nghiệm rõ ràng. Tốt nhất là lựa chọn những sản phẩm cà ca leo được sản xuất từ nguồn nguyên liệu sạch đạt chuẩn GACP, nguyên liệu 100% từ rễ hoặc thân cây cà ca leo cùng dây chuyền sản xuất hiện đại. Chỉ có vậy sản phẩm mới giữ nguyên vẹn chất lượng của cà ca leo, đem lại hiệu quả cao khi sử dụng. Let's Love Us, Why?